Đây là bài 10 trong loạt bài giao tiếp tiếng Trung của Hội quán giao tiếp ngoại ngữ và xã hội. Hãy nghe đoạn hội thoại sau đây. Hãy nghe tên nhân vật Mary trong đoạn hội thoại. Mã Lì. Mã. Mã. Lì. Lì. Mã Lì. Mã Lì. Hay nói lại Mary. Mã Lì, âm Hán Việt là Mã Lệ. Mã Lì. Hãy nhắc lại, đại vệ hay David. Tào Huệ. Tào Huệ. Đinh Lực Ba. Tinh Lỉ Bua. Lục Vũ Bình. Lùi Ủy Piếng. Lina, Lina, Lưu Minh, Lưu Miếng, thầy giáo Lưu Minh, Lưu Miếng Lão Sư. Hãy nghe từ sách. Su, âm Hán Việt là thư. Su, su. Hãy nhắc lại sách. Su. Sách của ai? Sấy đờ su? Ai? Sấy? Sấy? Của ai? Sấy đờ? Sách của ai? Sấy đờ su? Sấy đờ su? Sách của bố? Bà bà đờ su. Bà bà đờ su. Sách của mẹ. Ma ma đờ su. Sách của anh trai. Cơ cơ đờ su. Sách của bà ngoại. Ngoại bố đờ su. Anh trai của ai? Sấy đờ cơ cơ? Em trai của ai? Sấy đờ tỷ tỷ? Sách của ai? Sấy đờ su? Bà nội của ai? Sấy đờ nải nè? Hãy chú ý từ tơ trong cụm định ngữ sấy đờ su. Cụm này bắt buộc phải có tơ. Hãy nói kia là sách của ai? Na shì shéi de shu? Na shì shéi de shu? Là sách của bạn phải không? Shì nǐ de shu ma? Shì nǐ de shu ma? Hãy nghe từ bạn cùng phòng. Tóng u. Tóng. Thống. U. U. Thống u. Thống u. Hãy nhắc lại bạn cùng phòng. Thống u. Thống u. Bạn cùng phòng của mình. Của thống u. Của thống u. Của bạn cùng phòng của mình. Của thống u đó. Của thống u đó. Là của bạn cùng phòng của mình. Sì wǒ tóng wú de. Sì wǒ tóng wú de. Hãy nói, sách của bạn cùng phòng của tôi. 我同屋的书. 我同屋的书. Là sách của bạn cùng phòng của mình. 是我同屋的书. 是我同屋的书.
Hãy nói lại, kia là sách của ai? 那是谁的书? 那是谁的书? Là sách của bạn cùng phòng của mình. 是我同屋的书. 是我同屋的书. Anh ấy là bạn cùng phòng của cậu à? 他是你同屋吗? 他是你同屋吗? Bây giờ hãy nghe từ sách giáo khoa. 课本. 课. 课. Bây giờ hãy nghe từ sách giáo khoa. 课本. 课. 课. 本. 本. 课本. 课本. Âm Hán Việt là khóa bản. Sách giáo khoa tiếng Hán. Nguyên văn là Hán ngữ sách giáo khoa. Hán ngữ khơ bẩn. Hán ngữ khơ bẩn. Hãy thử nói sách giáo khoa tiếng Anh. Yên ngữ khơ bẩn. Sách giáo khoa tiếng Việt. Yên nán ngữ khơ bẩn. Sách giáo khoa tiếng Trung. Hán ngữ khơ bẩn. Sách giáo khoa gì? 什么课本? 什么课本? Hãy thử nói sách gì? 什么书? 什么书? Kia là sách gì? 那是什么书? 那是什么书? Là sách tiếng Trung à? 是汉语书吗? 是汉语书吗? Là sách giáo khoa tiếng Hán phải không? 是汉语课本吗? 是汉语课本吗? Bây giờ hãy thử nói là sách của bố mẹ mình. 是我爸妈的书. Trong đó từ ba ma là cách nói tắt của từ ba và mama. Bố mẹ mình. 我爸妈. 我爸妈. Sách của bố mẹ mình. 我爸妈的书. 我爸妈的书. Là sách của bố mẹ mình. 是我爸妈的书. 是我爸妈的书. Bây giờ hãy nhắc lại học sinh của Học viện Ngôn ngữ. 语言学院的学生. Giáo viên của Đại học Ngoại ngữ. 外语大学的老师. Lưu học sinh của Đại học Đông Phương. 东方大学的留学生. 东方大学的留学生. Đông Phương. 东方. Đại học Đông Phương. 东方大学. Lưu học sinh. 留学生. Hãy thử nói ngôn ngữ gì? Nguyên văn là cái gì ngôn ngữ? 什么语言? 什么语言? Hãy nhắc lại từ học. 学. 学. Học ngôn ngữ gì? 学什么语言? 学什么语言? Hãy thử nói, anh học ngôn ngữ gì? 你学什么语言? 你学什么语言?
Hãy nói tôi học tiếng Anh. 我学英语. 我学习英语. Tôi học tiếng Việt Nam. 我学越南语. 我学习越南语. Hãy nhắc lại sách của ai? 谁的书? Sách của thầy giáo Lưu. 刘老师的书. Sách của bạn trai tôi. 我男朋友的书. Sách của bạn gái tôi. 我女朋友的书. 我女朋友的书. Sách của bạn học của tôi. 我同学的书. 我同学的书. Bây giờ hãy nghe từ từ điển. Sứ điển. Sứ. Sứ. Điển. Điển. Sứ điển.